Ngày 7 tháng 9, công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy 40 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bà Thúy bị tạm giữ vì đã đưa ra thông tin sai sự thật về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân sau đó chiếm đoạt số tiền lớn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ bà Thúy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Bất động sản Nhật Nam thành lập tháng 7 năm 2019, được giới thiệu có quỹ đất trải dài khắp nhiều tỉnh trên cả nước. Nhật Nam quảng cáo có nhiều dự án lớn để thu hút góp vốn cam kết trả lãi suất gần 10% một tháng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động đã có nhiều nhà đầu tư phát hiện dấu hiệu lừa đảo nên đã yêu cầu đòi tiền, chất vấn một số người đã làm đơn lên công an. Công an thành phố Hà Nội thông tin, các nhà đầu tư của bất động sản Nhật Nam có thể liên hệ với số điện thoại 0961134224, điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng trong quá trình làm rõ vụ việc